Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Trở lại một bài viết của tác giả Newt với tựa đề là chào mừng Chủ tịch Hạ viện Johnson. Chúng ta thành viên của Đảng Cộng Hòa, chúng ta cũng nên bắt đầu. Đương nhiên embrace ông chủ tịch mới để kết thúc cái drama không cần thiết của chúng ta. Dù tốt dù xấu thì như chúng ta đã có chủ tịch Hạ viện. Chính phủ đã hoạt động trở lại. Phải mất 3 tuần. Nhưng một dân tộc tự do và hoạt động không có sự độc tài đã tìm được sự phù hợp cho chức vị chủ tịch Hạ viện vào cái thời điểm này. Điều quan trọng nhớ là một số người thông minh tốt bụng đã gắn để thành chủ tịch Hạ viện. Cuối cùng, mọi người trong số họ đã bị phe này phe kia cản trở. Rồi một phần vì quá kiệt sức, một phần là vì họ đã thử hết các tên tuổi lớn nên họ dừng lại và nhìn quanh. Họ đã tìm ra một ứng cử viên đáng chú ý, đó là dân biểu Mike Johnson của tiểu bang Louisiana. Ông ấy từng là phó chủ tịch hội đồng của Đảng Cộng Hòa, cựu trưởng ủy ban nghiên cứu của Đảng Cộng Hòa, một nghị sĩ quốc hội 3 nhiệm kỳ. Ông ấy có một thành tích hoàn hảo với tư cách là một luật sư theo tư tưởng bảo tồn truyền thống, có sức ảnh hưởng tới cái quốc hội của Hoa Kỳ. Bây giờ thì ông ấy là chủ tịch thứ 56 của Hạ viện. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa vừa đưa ra 7 nguyên tắc cho tân chủ tịch. Tác giả nghĩ cũng rất tốt. Và tác giả nghĩ là nguyên tắc đó giúp quý vị hiểu được cái quan điểm của chủ tịch mới. Những nguyên tắc này bao gồm tự do, chính phủ có quyền lực giới hạn, pháp quyền, hòa bình thông qua sức mạnh, trách nhiệm và tài chính, thị trường tự do và nhân phẩm. Tổng thống Trump, hay là kể cả ông Tổng thống Reagan đã chắc chắn rằng sẽ đồng ý với từng nguyên tắc này. Những ai trong số chúng ta viết cái nghị trình cam kết với nước Mỹ sẽ đồng ý cho mỗi nguyên tắc nêu trên. Chủ tịch Johnson đã thể hiện rất tốt, ông ấy là một loại đại diện cho một quan điểm bảo tồn truyền thống vững chắc với niềm tin và sự cam kết sâu sắc. Làm điều đó theo cách tích cực, thân thiện mà không khiến mọi người xa lánh. Cách tiếp cận có thể mở ra một cuộc đối thoại giúp ông ấy đạt được cái mục tiêu với mình là tư cách chủ tịch Hạ viện. Đây sẽ là một nhân vật chủ tịch Hạ viện mới hoàn toàn thú vị. Chủ tịch Johnson đã nói điều gì đó quan trọng trong bài khai mạc Hạ viện sau khi trở thành chủ tịch. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ phân quyền và cho phép các ủy ban đưa ra quyết định hơn. Mọi người đều tham gia vào quá trình lập pháp chứ không phải là do người lãnh đạo quyết định. Điều đó quan trọng vì quý vị thấy có sự chênh lệch không đáng kể giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, thì quý vị phải khiến mọi người thảo luận với nhau. Cái nơi thích hợp để thảo luận là ở ủy ban cấp ủy ban, tức là ủy ban chẳng hạn như là ủy ban giám sát hay là ủy ban về tư pháp. Ok. Nếu quý vị là một chủ tịch mới với mức chênh lệch xích sao giữa hai đảng, thì quý vị muốn hầu hết tất cả cuộc tranh luận được các chủ tịch ủy ban giải quyết trước khi theo họ đến văn phòng chủ tịch. Điều này sẽ giúp giảm cái áp lực không cần thiết cho quý vị, để quý vị có thể lắng nghe, học hỏi, giúp đỡ và lãnh đạo. Sau đó thì vị chủ tịch có thể đặt ra hướng đi cho con trào, nhưng sau đó lại để cho các nghị sĩ giải quyết cái vấn đề và điều khiển con trào. Đây là một tiếp cận lành mạnh cho Đảng Cộng Hòa, Quốc hội của Mỹ nói chung. Thì bây giờ nói chung lại thì trong nguyên tắc đó, chúng ta hãy mừng về điều này đi. Chúng ta hãy mừng là chúng ta có chủ tịch mới của Hạ viện và chúng ta tiếp tục mua vào một số nghị trình quan trọng của Đảng Cộng Hòa của chúng ta. Và đó là chương trình của tin tức Hoa Kỳ. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Cảm ơn. Chào tạm biệt.